Cá anh, kể cả anh ngửi, bây giờ anh ngửi vào mũi không bao giờ có mùi tanh. Riêng cá bỗng không có mùi tanh. Đầu tiên đánh con cá nó ngất đi, xong tùy vào cách làm của từng người, nhưng mà em đây thì em phải lau khô con cá xong mới xử lý tiếp. Vảy của nó thì tùy mình ăn theo kiểu phong cách của mình. Còn hôm nay nằm nộm thì là vảy của nó xào với nệ lòng, với nó xào là xào giòn với nệ nộm, với nệ đầu với nệ xương của nó thì canh với tai chua, ăn theo bản sắc người ở đây. Còn bình thường thì người ta nướng hoặc là kho, nhiều món lắm. Đây, cái vảy này riêng cá nào thì em không biết, nhưng mà riêng cá bỗng thì cái vảy này nó ăn làm kiểu gì nó vẫn giòn, giòn như kiểu là sụn luôn. Với lại là cá bỗng là không có vị tanh, kể cả bây giờ anh ngửi trực tiếp vào con cá cũng không có vị tanh. Đây, sau khi đánh sạch vảy đi em lại lau khô tiếp, thì là tùy vào sở thích của từng người, thì có người thì thích ăn nộm bằng cả da, nhưng mà có người lại không thích ăn da thì mình lấy nguyên thịt nọc bỏ da. Còn nay thì em làm cả da. Cái này lấy giống ở Bắc Mê, đa phần ở trong Bắc Mê, ở cái sông Sùng Gâm hay sông gì ở Bắc Mê. Là con này là chính thức là tay em thả đấy, đến bây giờ là 11 tuổi rồi. Chắc khoảng tầm 3 cân quay đầu trở lại thôi, không thể vượt 3 cân. Chứng tỏ là rất chậm lớn đúng không? Vâng. Nó cũng chỉ lớn tầm này thôi. Em thấy nó cũng không lớn nữa được. Sau này bây giờ mình lại lau khô thật khô xong mới bắt đầu là nọc ra thịt. Nó nhiều gia vị lắm. Đầu tiên là đi kiếm rau thơm đã, xong bây giờ là xong hết cái thủ tục rau thơm rồi thì bây giờ mình bắt đầu là chế biến cá. Đấy, con cá bây giờ là gần như là khô cong rồi. Nọc xong là vẫn sống mà. Thế nên mình ăn đồ sống nó phải như này, chứ còn nếu mà để vào trong tủ lạnh rồi thì nó lại không còn vị ngon nữa. Còn cá bỗng có đặc biệt cái là nó không bao giờ có vị tanh, kể cả bây giờ anh có ngửi trực tiếp vào con cá cũng không tanh. Đấy, nếu mà cá bé thì là đến chỗ này là mình róc cả cái xương sườn này ra xong là mình hút xương, nhưng mà con này thì nó cũng đạt trọng lượng rồi, đâm ra là mình nọc bỏ luôn cái xương sườn. Con này thì em cũng phải đi xem rất nhiều lần và cũng được làm nhiều lần rồi mới biết. Còn đầu tiên lên thì mình cũng chỉ ăn thôi chứ còn cũng không biết. Đây, miếng cá đã nọc xong rồi ạ. Rất là anh quay sát vào đây, nó còn riêng cá bỗng nó thịt nó ánh ánh như kiểu có cái dạng như kiểu kim tuyến luôn. Tím óng ánh. Vâng. Tí nữa thái ra nó với óng ánh nữa. Còn bây giờ nó đang ở mặt. Thái xong như này mình lại ủ như này để cho cái miếng cá nó khô hẳn đi, xong là tí mình mới đấy, thái ra để làm cũng có thể là ăn nộm, hoặc là mình có người thì họ lại thích ăn táp luôn, tức là thái ra xong tí họ chấm với nước chấm luôn. Cái xương tí nữa thì một phần mình cho vào nhân với lại cái nộm, còn cái đầu với lại cái ấy thì tí mình nấu với lại tai chua theo kiểu truyền thống của người Tây ở đây. Tai chua thì gồm có riềng với lại xả với lại tai chua với lại đầu cá này với một chút nghệ. Cái nòng với cái vảy nó thì tí nữa xào với lại lá mùi tàu với lại rau răm với gừng với hạt dổi với xả. Vâng. Không ngờ thì nó do vùng miền ạ. Thì hôm nay anh mới đến đây thì tí nữa anh thử thưởng thức cái vị ở chỗ này xem. Biết đâu lại ngon hơn, mai lại đi chỗ khác lại bảo họ làm như thế. Còn cá bỗng này đa phần ăn cỏ thôi. Nó cũng ăn dạng như kiểu cá chấm nữa. Cái băm nhân này em lại học ở cái chỗ Hồ Quang Minh về. Còn cái bây giờ là băm nhân. Cái băm nhân này tí nữa rang thật khô thì là nó vừa có vị thơm với vị ngọt của xương, với cái thứ hai là để cho nó hút ẩm từ cái con cá. À, cái cá mình thái ra thì
Thì cái này nó là khô thì nó hút ẩm đi một phần, nó sẽ để cho cá, miếng cá nộm mình nó khô hơn mà nó có vị thơm. Vâng. Thái mỏng thì tí nó ngấm gia vị thì nó mới ngon. Mà lúc mình trói chanh vào thì nó ngấm hết thì nó tái hết thịt thì ăn nó đậm đà. Lấy cho anh cái Âu để nộm cái. Về chuyển mà. Này bỏ lắm. Em đã hàng có 15-20 nghìn. Là lá này á, sắn thuyền. Đây là lá răm. Thiếu mất lá tía tô mùa này, tía tô hiếm quá. Vị thơm với lại một phần nó chát, chắc là em nghĩ là kháng sinh chữa đau bụng, rau biếc gì đấy. Mình ăn theo cái kiểu truyền thống ngày xưa các cụ để lại thì bây giờ mình cứ làm theo thôi. Đấy nha, một đĩa em để như này nha, còn đĩa em cho nhân này nhá. Tí nữa ai ăn thưởng thức cái nào thì thưởng thức. Cho nhân hết với nhau được mà. Không, tí nữa anh ăn sợ tí nữa cái này nó vướng, nó hay toàn mỏn. Mỗi người một kiểu mà. Còn đúng em này không thích ăn cái nhân này đâu. Chẳng qua nó cho vào nó thơm thôi chứ còn ăn nó hay vướng. Ok, đã xong. Món nộm. Cái cá bống này thì là ở Sơn Giang cái phong trào nuôi nó từ ngày xưa, từ các thời cha ông để lại. Đấy là như em thì em cũng biết nuôi cá bống từ lúc còn nhỏ. Là bố em cũng truyền từ đời ông sang đời bố, bố truyền sang em thì từ lúc nhỏ em đã biết đi hái rau các thứ về để cho nuôi con cá rồi. Đấy thì em chỉ biết là cái ao cá của em không biết là con cá bỗng này lấy từ bao giờ, mà em chỉ biết là con cá này là có ao như thế và mình chỉ nuôi thêm. Cái đặc tính của con cá này thì là con cá này nó ưa nước sạch và môi trường sạch. Mặc dù nó ăn cũng có thể ăn được rất nhiều thứ nhưng mà nó yêu nước sạch. Quan trọng là nước sạch và nước nó phải luân phiên. Nước đều, ra vào đều. Ví dụ như mình bị ngắt nguồn nước nó còn tầm 30 phút đến 1 tiếng thì có thể là con cá này nó sẽ thiếu oxy. Nó sẽ bị ngạt. Đấy, còn con cá này thì thực ra thì cái giá trị của nó ở là nó rất là chậm lớn. Một con cá ví dụ như 3 cân thì nó có thể có những con, nếu mà đủ ăn thì nó tầm 10 năm. Nhưng mà nếu không đủ ăn thì mình nuôi như kiểu bình thường mình ấy, lúc thì cho ăn, lúc không cho ăn ấy, thì nó có thể kéo đến 15 năm. Đấy. Thì ở Sơn Giang thì cũng giống như mọi nơi thì cách chế biến được con cá này thì nó có hai cách. Một là làm nộm gỏi như anh em mình đang ăn bây giờ. Thế là mình sẽ pha một chút gia vị luôn với cá. Hai nữa là mình sẽ ăn với táp, tức là khi mình thái ra miếng và để ra đĩa để anh em mình dạng như kiểu ăn sống. Theo em ấy thì em cũng nhìn thấy nhiều lượt khách đến và người ta ăn theo dạng táp, vì khi người ta đến ấy, người ta nghe đến câu chuyện về cá là người ta nghĩ là đến là cá này nó ở môi trường sạch và bản thân nó là cá sạch. Người ta rất thích ăn theo kiểu là ăn sống, thái ra để đĩa và cuốn với lá, chấm nước chấm và ăn sống. Không như mọi nơi là mình sẽ thái ra mà mình sẽ tẩm ướp gia vị và vắt chanh như kiểu mình gọi là nộm ấy, nộm gỏi đấy. Thế cho nên là em thấy ở đây thì người ta ăn táp nhiều hơn. Đấy, thái mình quán ăn của mình tên là quán ăn gì nhỉ? Nà nẻ anh ạ. Nà nẻ. Dạ vâng.
Na Nè có địa chỉ ở thôn Trung, Xuân Giang, Quang Bình, Hà Giang. Đa phần thì khi đến thì khách người ta hỏi thì mình sẽ đưa ra những cái thực đơn. Đấy thì mình cũng nhắc đến những cái thực đơn chính, ví dụ những cái nguồn mà mình có, ví dụ như là đặc sản của mình ở địa phương như cá bỗng. Thì có thể là một những khách người ta đến từ những cái đất xa đến, thì những nơi xa đến thì người ta sẽ tò mò và người ta cũng muốn xem và muốn thưởng thức cái hương vị thử. Như một con cá bỗng này thì bọn em không thể bắt về nhốt sẵn được, mà bọn em phải khách phải đặt trước khoảng tầm 2 đến 3 giờ đồng hồ. Và có những khách thì người ta đến nơi người ta mới nghe thấy cái tư vấn của mình thì người ta mới đặt. Nhưng mình cũng phải chấp nhận là mình sẽ phải làm một cách gần nhanh nhất, nhưng mà vẫn phải đảm bảo chất lượng. Như ở trong mâm nhà mình hôm nay thì có món, ngoài cá bỗng thì có món vịt làng. Vâng, vịt làng. Cá suối pho, theo tiếng Tây gọi là pia pho. Cá này, món này thì có cá suối, đa số là cá ở suối. Và trong gia vị thì có xả, lá gừng, rau răm. Đấy, trộn với những hương vị của mình. Hiện tại ở mâm mình thì còn có món cá nướng và quả cọ. Phương châm của quán thì là những thực phẩm tươi và tốt nhất, chất lượng nhất đến khách hàng. Hiện tại thì quán mới thành lập được hơn một thời gian rất ngắn, chỉ hơn một tháng. Hiện tại thì quán đang nhận từ các qua hình thức là Facebook, nhắn tin qua Facebook và gọi qua cái trang fanpage của Nà Nè Quán. Vâng, trang fanpage của quán là Nà Nè Quán. Vâng.